Đấy, xin chào bạn, tôi sĩ sắc Việt Đức đây. Hôm nay mình sẽ làm to cậu nhỏ cho ba anh em. Đấy thì tháng mới rất là nhiều anh em có nhu cầu làm to cậu nhỏ đây. Đây là hôm nay sẽ làm ba bệnh nhân. Thì đây là cái tấm này là cái tấm 5 x 8 phần nhé, nó dày 3 5 mm nhỉ. Đấy, nhưng mà thường nó chỉ khoảng 3 4 mm. Còn cái tấm này là cái tấm 5 x 6 mm thì nó dày cũng như thế. Ở miếng vá sinh học, nó nguồn gốc từ Hàn Quốc này. Miếng vá này là phương pháp mà làm to cậu nhỏ mà hiện đại nhất bây giờ, tại vì là nó tồn tại vĩnh viễn và nó do rất là ít những cái tác dụng phụ, đào thải rồi nhiễm trùng, xưa là rất được ưu chuộng bây giờ.